Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Và trong cái video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp may mắn lấy hết lộc trời trở thành người thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ trong 20 ngày tới đây. Và Tử Vi đã chỉ rõ rằng là trong 20 ngày tới thì những con giáp này may mắn, giàu có, ai cũng phải hởn đỏ mắt. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Tuất. Trời sinh những vất vả gian truân sẽ ở lại phía sau nhường chỗ cho may mắn ập vào nhà người tuổi Tuất khiến họ muốn nghèo cũng không được. Và trong cái thời gian tới thì người tuổi Tuất kiếm thêm thu nhập từ nghề tay trái. Bên cạnh đó tuổi Tuất còn có cơ hội được thử sức trong cái môi trường làm việc mới với con đường thăng tiến có thể đoán trước. Và trong cái thời gian 20 ngày tới thì tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công, sự nghiệp vững vàng, kiếm được nhiều tiền chính là những cái vận may lớn nhất đối với người tuổi Tuất trong năm nay. Và ngoài cái vận tài lộc đỏ như son thì vận tình duyên của con giáp này cũng phơi phới phúc phần đầy nhà. Và con giáp may mắn thứ hai trong 20 ngày tới nữa đấy là người tuổi Dần. Và trong cái thời gian tới thì người tuổi Dần sẽ được đồng nghiệp và cả đối tác sẽ ghi nhận những cái cống hiến không ngừng của tuổi Dần bấy lâu nay. Và tất nhiên chẳng ai ngoài Dần còn xứng đáng nhận được cái cơ hội thăng chức tăng lương với số tiền thưởng tương đối lớn này. Và Tử Vi đã chỉ rõ rằng là trong cái khoảng thời gian 20 ngày tới thì tuổi Dần hãy cứ hết mình với công việc, cứ chân thành đối đãi với mọi người rồi Dần sẽ nhận được trái ngọt, hưởng được nhiều thành quả trong công việc của mình. Con giáp may mắn thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn đấy là người tuổi Tỵ. Trời sinh những người tuổi Tỵ là người có cá tính, khôn ngoan và có chí tiến thủ. Nếu người khác dễ hài lòng với những gì mình đang có thì Tỵ luôn có tham vọng chinh phục những đỉnh cao mới, nỗ lực hoàn thiện chính mình nên họ dễ dàng thành công trong sự nghiệp. Trong thời gian 20 ngày sắp tới thì tuổi Tỵ liên tiếp gặp vận may tài lộc giúp họ không chỉ cải thiện thu nhập khá tốt, cuộc sống sung túc không ai sánh bằng. Quý anh chị thân mến thì trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp may mắn lấy hết lộc trời trở thành người thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ trong 20 ngày tới. Và xin được chúc mừng ba con giáp có tên trong cái danh sách này. Chúc các bạn sẽ luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.